Mùa hè cũng sắp đến rồi, mọi người sắm quần áo hè đi là vừa nha. Hello mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh nhỏ bé nhỏ của mình và mình tên là Phương Linh. Ok mọi người, video ngày hôm nay thì cũng là một video unboxing thôi. Và mình sẽ unboxing những cái món đồ mà mình đã mua được trong tháng 4 này. Có thể cũng chỉ là quần áo này, đồ skincare, đồng hồ, trang sức các thứ. Và tất cả những cái món đồ này thì mình luôn luôn đặt cái tiêu chí là rẻ và chất lượng lên hàng đầu, và phù hợp với cả túi tiền của sinh viên khá là hợp lý. Nói chung thì mùa hè cũng sắp đến rồi, mọi người sắm quần áo hè đi là vừa nha. Và không để mọi người chờ lâu nữa, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu thôi. Ok mọi người, đến với cả sản phẩm đầu tiên thì sẽ là một em áo sơ mi khoét vai túi ngực 132.420 đồng. Mình không hề biết được rằng ý, cái em áo này nó không chỉ nó khoét vai mà nó còn cả khuy cài ấy, mọi người. Khuy cài để cho cài vào để thành một cái áo sơ mi mà nó kiểu nghiêm túc ý. Ok, em áo này với giá là 130.000 thì mình thấy chất vải này hoàn toàn là chất vải sơ mi và nó không phải là chất vải ni lông đâu, không pha một chút ni lông nào hết luôn nha. Này và trước là dài 69cm và sau dài 72cm, và tay áo này thì mình đảm bảo với mọi người nó sẽ qua cái phần cổ tay này. Nói chung thì em áo này nó rất là dài, rộng, thoải mái, và đặc biệt nữa là cái màu xanh này này nó không quá giống với cả màu xanh bệnh viện đâu, không quá giống với màu xanh bác sĩ đâu. Đây, nó sẽ là kiểu màu xanh trông nó năng động này, trông nó tràn đầy sức sống ấy, kiểu vậy. Em áo này form to thì nó sẽ giúp cho thân hình của mọi người ấy, kiểu dạng nhìn nó sẽ được bé con hơn, trông nó sẽ thanh mảnh hơn. Đó, ngoài ra thì em này còn có 3 màu nữa, mình sẽ để rõ bảng màu ở đây cho mọi người chọn. Và mình đã chọn đây là màu kiểu dạng sơ mi kẻ sọc xanh trắng ý, trông nó sẽ năng động và trẻ trung hơn. Đó, thêm vào nữa ý, thì mình thấy cái phần khuét vai này nó cũng khá là vừa phải, nó không quá rộng mà nó cũng không có bé, đủ để tôn lên kiểu cảm giác là hơi hơi hở một chút thôi. Lịch sự ý, kiểu thanh lịch lịch sự ý, thì nó không quá là bị phản cảm đâu. Nói chung mình thấy khá là xinh và mình chấm điểm cái em áo này 1.000/10 luôn, không có gì phải chê cả. Người tiếp theo thì sẽ là một cái đơn hàng mà nó hoàn toàn trái ngược lại với cả cái em áo sơ mi kia. Thì đây là mình đã mua một cái set váy với giá chỉ có 99k thôi, mà nó đã bao gồm một cái em váy ôm body và bao gồm cả một cái áo khoác cardigan bên ngoài nữa. $100 cho cả một cái set như thế này thì nó có đáng không? Nó sẽ có mấy cái họa tiết kiểu dạng một cái lớp lót ở đằng trước ngực như thế này để cho nó dày hơn ý, để cho mọi người không bị lộ hàng, để mọi người có thể mặc một cách thoải mái. Và nó sẽ kết hợp ở hai bên tà ở đuôi ý, thì nó sẽ là kiểu dạng rúm rúm như thế này, xong rồi buộc dây vào nó rút lên rút xuống ấy. Cái độ rút này thì mọi người hoàn toàn có thể điều chỉnh để cho phù hợp với cả cái độ dài hoặc độ ngắn mà mọi người muốn mặc. Và ở đây thì chất vải của nó hoàn toàn là chất vải thun gân cực kỳ dày dặn, mặc thoải mái, và nó có một độ co giãn khá là cao nữa. Đây là set đồ đen xám thì hình như nó có một cái set đồ be nâu nữa, trông nó cũng khá là xinh. Em này thì chỉ có một size duy nhất thôi và free size dưới 55 cân. Đồ như thế này thì nó sẽ hoàn toàn ôm body của mọi người, nhưng mà ngoài ra thì nó vẫn sẽ có một độ co giãn nữa để mọi người có thể mặc. Mình cao 1m68 và nặng 56 cân thì mình vẫn mặc vừa cái bộ này, thì mình nghĩ là cái cân nặng của nó thì không quá chính xác đâu, tại vì nó có độ co giãn nữa. Nói chung là cái set đồ này không có gì phải chê luôn, thực sự nó rất đáng tiền, mọi người mua mình khuyên thật luôn, mình rất là recommend mọi người nên mua cái set đồ này. Người tiếp theo sẽ là một đơn hàng về em áo sơ mi tay dài hở vai dễ thương phong cách Hàn Quốc thời trang nữ, và em này thì là màu mơ với giá là 179k, nhưng mà mình đã mua và còn giảm xuống 157k. Cái này thì mình mua trên Shopee nha mọi người. Thật ra ý, nếu như mà mọi người chăm lướt TikTok dạo ngày thì người ta rất hot cái em áo trễ vai hình quả mơ như thế này ấy, kiểu mà mình thấy người ta livestream khá là nhiều. Nhưng mà mình lướt và mình tham khảo ở trên sàn Shopee ý, thì nó lại rẻ hơn ở trên TikTok, cho nên là mình đã quyết định mua ở trên Shopee. Trộm vía nhá, từ đầu viết đến bây giờ toàn những sản phẩm đẹp luôn, chưa có một sản phẩm nào bị fail luôn nha. Nó không phải là chất vải von đâu nha mọi người, đây là kiểu chất vải lanh, nó rất là ma. Đấy, em áo này thì nó sẽ kiểu dạng là áo trễ vai, áo sơ mi trễ vai. Tay này thì nó cũng sẽ có một cái độ kiểu dạng tua tua ra, xong nó sẽ kiểu tiểu thư ở bánh bèo ấy. Người ta thiết kế thì hoàn toàn là khuy thật. Ngoài ra thì người ta cũng có cho mình hai cái dây ở đây này, ở bên eo ấy, để cho mọi người buộc vào để mọi người có thể mặc rộng cũng được, hoặc là mọi người có thể buộc cho nó chiết eo ấy, nó ôm body cũng được. Nói chung là nó rất là đẹp luôn. Mọi
người nghĩ là nó phi size đúng không? Nhưng mà không nha. Ở đây thì nó có 3 size khác nhau. Mình sẽ để rõ bảng size ở đây. Có size S này, size M, size L, thậm chí là có cả size XL luôn nha. Ở đây thì mình đã có đặt mua một cái em đồng hồ của Watch Petit đây nha. Ôi ôi, thế người ta gói hàng người ta để hàng rất là xinh luôn đấy, cho nó cực kỳ cute ấy. Đây nha, ở bên trong thì nó sẽ có cho mình một cái postcard về các địa chỉ liên hệ rồi đánh giá 5 sao các thứ đây nha. Hello, trong kiểu video ngày hôm nay trộm ví toàn đồ xinh luôn. Ồ, ở bên trong thì người ta cũng tặng cho mình một cái hình dán cũng như là một cái cục pin ở đây để mọi người có thể thay pin của đồng hồ ấy. Và ở đây thì cái sản phẩm mà best seller của họ đó chính là một cái em đồng hồ cute xinh xẻo như thế này. Đồng hồ này thì giá thành của nó cũng khá là rẻ thôi, phù hợp với cả túi tiền của học sinh sinh viên mà được một cái chất lượng cũng như là được một cái mẫu mã mà nó thanh lịch nhẹ nhàng tinh tế như thế này thì mình thấy nó quá là đẹp luôn. Em này thì nó sẽ là kiểu dạng thiết kế theo là cái vòng nó hở ấy, có cái độ co giãn như thế này để mọi người có thể điều chỉnh và đeo tay nào cũng đeo được, tay ai cũng đeo được đây nha. Đó, mọi người thấy không? Trông nó rất là kiểu lịch sự, nhẹ nhàng, thanh lịch ý, phù hợp cho mọi người mặc đi học, đi chơi, đi làm, cà phê các thứ đều rất là ổn áp luôn. Và nếu như mọi người đang tìm một cái em đồng hồ đeo đi học, đi chơi, đi làm, dễ dàng đeo, dễ dàng cởi ra và ở một cái giá thành mà nó siêu hà rẻ như thế này thì đây là một sự lựa chọn rất là đúng đắn luôn nha. Okay, mọi người, đơn hàng tiếp theo sẽ là một đơn hàng về đồ skin care. Mình đã đặt ở đây hai sản phẩm. Hai sản phẩm này thì đều là của nhà Skintific. Mình cũng không định mua đâu nhưng mà mình thực sự đã bị kiểu dạng là gọi là gì? Bị ảnh hưởng nhiều quá, bị nhìn thấy nhiều quá nên nó bị ngứa ngáy, thế nên mình quyết định phải mua. Nhưng mà mình đặt trên Shopee ấy, thì đặt hai sản phẩm thì nó sẽ rẻ hơn là mọi người đặt trên TikTok ấy, cho nên mình đã đặt ở trên Shopee chứ mình không mua ở trên TikTok. Đầu tiên thì mình sẽ review cho mọi người cái em serum này trước. Em serum này là em serum Sim White 337 Dark Spot Serum của nhà Skintific. Em này thì với giá thành là 200, tầm khoảng 220 thì mình thấy cũng khá là rẻ, tại vì dung tích của nó chỉ được đâu đấy tầm khoảng 20ml thôi, thì mình giá thành này thì mình cũng thấy hợp lý, cũng phù hợp với cả dung tích của sản phẩm. Thì nó sẽ có những cái tác dụng, thứ nhất sẽ làm giảm được các đốm đen trên mặt, cái thứ hai thì nó sẽ làm sáng da, và cuối cùng nó sẽ là khôi phục lại sự sáng mịn và cái sự đàn hồi cho da ấy. Nói chung thì mình đã xem review TikTok cũng như là mình xem review trên YouTube rồi, mình thấy người ta đánh giá khá là tốt, cho nên là mình mới quyết định mua về đây và dùng thử xem sao. Tại vì em này thì mình đọc các thành phần ý, thì nó chứa cái thành phần Sim White 377, nó có kết cấu mỏng nhẹ này, ít phân tiểu lượng, sẽ thẩm thấu vào trong da và giúp làm mới đi các đốm đen trên da nữa. Cái chất này thì nó sẽ làm giảm thiểu được cái sự hình thành của sắc tố đen, ngăn ngừa sự gây hại của các gốc tự do, đồng thời tăng nhanh quá trình giảm thâm đen trên da. Nói chung thì da của mình bây giờ thì nó được cải thiện khá là nhiều rồi. Cái serum này thì nó không phù hợp cho những bạn nào mà da đang có nhiều mụn, nó chỉ phù hợp cho những bạn nào mà đang trong quá trình kiểu dạng điều chỉnh thâm mụn đi, hoặc là kiểu hết mụn rồi mà đang kiểu muốn cải thiện làn da sáng hơn và có một độ đàn hồi tốt hơn, thì mình nghĩ là sản phẩm này nó sẽ phù hợp với những làn da đó. Sẽ là cái em mặt nạ đất sét ngải cứu này, kiểu nó ngải cứu cho nên nó cái packaging của nó phải là màu xanh xanh như này này. Ok mọi người, em này thì có giá có mỗi 150.000 thôi, nó quá là rẻ. Nếu như mọi người đã chán dùng sản phẩm mặt nạ đất sét của nhà Innisfree rồi thì mình mọi người thử đi, thử rủ sang cái mặt nạ đất sét của nhà Skintific này, mặt nạ đất sét ngải cứu này xem sao, kiểu đổi mới một chút xem da của mình nó có thích hợp hơn không ấy, kiểu vậy. Và cái em này thì nó cũng có tới 45.000 lượt bán ở trên Shopee. Và em này thì nó sẽ có 3 tác dụng. Thứ nhất là nó sẽ làm giảm mụn này, làm dịu mụn và làm sạch sâu. Này cũng sẽ dỡ sạch mấy cái mụn đầu đen ở trên mũi luôn nha. Từ ngải cứu thì nó sẽ giúp cho da của mọi người ngăn ngừa được mụn này và làm cho làn da của mọi người sáng hơn, tươi sáng hơn, là cũng có thể làm sạch những cái tế bào chết ở trên da. Và em này thì nó cũng sẽ cung cấp nước cho da, làm cho da của mọi người có độ đàn hồi tốt hơn và làm cho da của mọi người chắc khỏe hơn. Ok mọi người, và ở đây mình cũng đang đặt một cái set đồ của nhà Serum. Rơi rồi. Ô, ở bên trong này thì người ta cũng có ghi ở đây là darling, meeting you is the best thing that ever happened to me. Set đồ một em váy, một em áo che vai và cơ cả một cái em chân váy đen xòe công túa. Đây nha, mà lên thì trông nó cũng không quá già đâu. Nói chung thì bây giờ mình cũng đã 21 tuổi, 22 tuổi đến nơi rồi, thì mình thấy bắt đầu cũng phải tập làm quen với những cái style ăn mặc như thế này đây nha. Và ở bên trong này thì nó sẽ có chỗ mọi người xỏ tay vào ấy, thấy mọi người hiểu nguyên lý hoạt động của em áo này chưa ạ? Cái chất vải này thì nó cực kỳ mát luôn nha, mặc lên nó cũng không bị ngứa đâu. Mình mọi người nghĩ cái em áo này chỉ có đến size S hoặc size M thôi đúng không, nhưng mà không nha, là có tận đến size XL luôn, đỉnh chưa? Vừa là một shop ở Việt Nam với giá thành sản phẩm siêu hà rẻ như vậy mà nó còn có size từ size S cho đến size XL. Cái brand này nó đang làm rất là tốt, nó đang kiểu đáp ứng được mọi nhu cầu của người mua hàng ấy. Em mua đây một cái em châm váy đen công túa.
kiểu mình không nghĩ là người ta có thể làm một cách nó bồng bềnh như thế này luôn ấy. Nó thực sự phồng luôn ấy mọi người, nó phồng và nó bồng luôn ấy. Được một cái em váy chất lượng như thế này thì mình nghĩ là đồng tiền mình bỏ ra nó cũng rất là xứng đáng thôi. Và nó cũng có từ size S cho đến size XL cho mọi người chọn. Tức là kiểu trông nó có tiền ấy, trông nó kiểu tiểu thư công chúa ấy. Cái set đồ này mọi người mặc đi tiệc hoặc mọi người đi mặc đám cưới ấy, trông là những cái party các thứ ấy, thì nó rất là phù hợp. Còn mặc đi lạ hoặc đi học thì nó hơi bị ố dề nha. Và đi cà phê cũng rất là ok. Đấy thì mình nghĩ là tiền nào của đấy phù hợp với cả túi tiền của học sinh sinh viên. Nói là phù hợp với cả túi tiền học sinh ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là mọi người thỉnh thoảng mua ấy, chứ không phải lúc nào mọi người cũng mua những món đồ như thế này. Kiểu khi nào có cái party nào, có những cái sự kiện nào nó to thì mọi người mua thôi, chứ không phải là lúc nào mà mình cũng mua những cái váy, đúng không? Và ok mọi người, video của mình đến đây là kết thúc rồi. Tất cả các link sản phẩm và link đồ thì mình đã đều để ở cái phần description box ở dưới rồi. Mọi người có thể vào đó tìm link sản phẩm mọi người muốn mua. Và chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Bye bye.